kêu chim đi hạ thả tính nước. Đâu? Chị đi mô khi trưa chưa rồi? Ở nhà ngủ cho đi mô. Em tìm chị để quay cho em cái video. Chị rồi. Thôi em chuẩn bị diễn văn nghe. Chị quay cho em với. Để em gửi cho họ để em xin họ đi. Đi mô, đi văn nghe hả? Ừ, đi văn nghe. À, rồi thôi chị. Thôi mỏ, cặp thôi như phải mô. Rồi vô đây chị quay. 1, 2, 3, rồi. Ôi trời ơi. Thôi cho chị nè. Chị quay cho. Nhà thành bốc quái rồi chị. Xin lỗi. Em xin chị em về chị quái mà chị hậu nhà quái. Em về đi. Quyên. Quyên ơi. Thôi chết anh. Chị rửa nhà bốc đưa nhảy vô rồi. Ok.